为大家介绍另外一种的美食，谢谢谢谢阿弥阿陀，感谢你。我为大家再介绍另外一种美食，客家有一种擂茶，擂茶有没有听过？擂茶就是基本的要准备一个那个陶瓷的钵哈，还有一个擂茶棒，就像这样子。陶瓷的钵就是这个，就是陶瓷钵啊，擂茶棒就是这个棒棒哈。但是呢，里面还要准备茶叶，还有花生，花生是要炒熟的花生哦。另外就是加上芝麻，黑芝麻、白芝麻都可以，或者其他的坚果类也都可以，只要把它揉三种以上的那个食品揉呢，揉到最后冲泡开水，冲热开水、冷开水都可以喝，配着刚才的客家美食，配着好吃的那个甜点点心，你们越南点心也非常棒啊，一起吃，保证你营养又可口的啊，客家擂茶，谢谢，谢谢你们，谢谢。接下来为大家带来这一首是挑担。Yeah.
谢谢大家，热烈的掌声，再次谢谢。Mà các bạn đang chờ nha, chúng ta muốn gặp ai? Đúng rồi, khi ca sĩ Nhật Tinh Anh đang nóng lòng chờ đợi các bạn. Mà chương trình của chúng ta có hai phần nữa, sau biểu diễn Nhật Tinh Anh thì chúng ta sẽ trở lại gặp gỡ cả ba nghệ sĩ đến từ Việt Nam qua. Nhưng mà trong cái phần hai nó có cái phần thú vị lắm, đó là cái phần giao lưu để nhận quà của các ca sĩ, và sẽ có một cái trò chơi rất là vui. Các bạn ở đây nắng không? Nắng thì bây giờ bổ tay cái là hết nắng liền nè. Đó, bổ tay hết nắng. Còn một cặp bổ tay thiệt là lớn để chào đón.